người xem kìa. Đây là mình đang ở cầu rẽ vào bên Đông Thọ mọi người đó. Mưa to lắm luôn đấy mọi người, ngập hết lên nhà rồi. Nay Đông Thọ lụt, ruộng ao bà con trôi hết rồi người ạ. Đó rồi ạ, thành một cái ao to rồi. Người xem ruộng bà con ở bên Đông Thọ này, thành ao hết rồi. Tí nữa mình bay flycam cam cho người xem.
sườn bắc này mọi người. Đi ngược thế rồi. Có gì đâu. Mọi người xem. Đó, bà con tranh thủ lấy củi trôi hết rồi. Bảo Dương. Mấy bạn gái dưới tóc cọ này xin hello. Đâu? Xe máy đâu? Ui. Ấy như thế mà xe máy vẫn còn phi ra đây được kìa. Cớn vẫn ngập hot can về đây nào. Quá đỉnh. Đó.